Đông Lệ Á, tiên nữ giáng trần hơn 10 năm gạt nước mắt vì chồng phản bội. Mỹ nữ Tân Cương đẹp động lòng người. Đông Lệ Á là một trong những mỹ nữ Tân Cương nổi danh của làng giải trí Hoa ngữ. Sinh năm 1984 tại Tân Cương, ngay từ nhỏ, Đông Lệ Á đã hơn người nhờ tài năng nghệ thuật lẫn nhan sắc xinh đẹp, lộng lẫy hiếm ai có được. Cũng chính vì thế, từ nhỏ, Đông Lệ Á đã theo học và biểu diễn múa tại đoàn nghệ thuật thiếu nhi Tân Cương. Đến năm 2002, Đông Lệ Á bất ngờ tham gia cuộc thi Miss Tân Cương. Đây cũng là bàn đạp để mỹ nhân Tân Cương bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ. Dẫu rằng, trong làng giải trí Hoa ngữ, những nhan sắc xinh đẹp không phải là ít, nhưng ở Đông Lệ Á giống như một đóa sen thanh khiết đến nỗi bất cứ ai đến gần cũng phải ngần ngại. Mỗi khi nhắc đến Đông Lệ Á, truyền thông lẫn người hâm mộ sẽ dành cho cô những từ mỹ miều để ca ngợi nhan sắc là quốc bảo nhan sắc. Khi cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, hài hòa và thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng chúng chím. Đông Lệ Á từng đóng các phim như Mộng Hồi Đường Triều, Thất Tình 33 Ngày, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Mỹ Nhân Thiên Hạ, Chuyện Tình Bắc Kinh, Lưu Luyến Không Quên, Là Nhà Bạn Hai, Những Kỳ Vọng Lớn Lao. Cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trác, Đông Lệ Á là những mỹ nữ Tân Cương đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người, Đông Lệ Á cũng là mỹ nhân Tân Cương hiếm hoi nhận được sự thừa nhận về tài năng. Từ vai phụ cho đến vai chính, cổ trang đến hiện đại, Đông Lệ Á chưa từng khiến khán giả phải thất vọng vì khả năng diễn xuất. Một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Đông Lệ Á chính là vai Tố Ngôn trong Cung Tỏa Tâm Ngọc. Với vai diễn này, mỹ nhân sinh năm 1984 đã lọt vào danh sách tứ đại mỹ nhân cổ trang bên cạnh Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên. Nhan sắc hơn người, tài năng cũng có thừa là những gì dễ dàng thấy ở cô gái thuần khiết thanh tao này. Ngoài tài năng nhảy múa, ca hát ra, Đông Lệ Á chưa bao giờ khiến một phim thất vọng trong từng vai diễn của mình từ hiện đại cho đến cổ trang. Mỹ mạo không che lấp tài hoa, Đông Lệ Á thu hút khán giả bởi những tác phẩm nổi bật. Càng diễn, cô càng khiến người xem ngưỡng mộ. Lệ Á có cái tay nắm bắt nhân vật, mỗi vai diễn đều để lại ấn tượng khắc sâu với khán giả. Nhưng hồng nhan bạc phận. Xinh đẹp, tài năng, nhưng có lẽ cô hồng nhan bạc phận đã vận vào chính người cô gái nhỏ nhắn thanh tú này khi một khoảng thời gian dài lại chịu đau khổ, nhiều tổn thương của một người vợ chứng kiến chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đơn tình duyên của Đông Lệ Á lại khiến nhiều người phải xót xa. Cô kết hôn cùng nam diễn viên Trần Tư Thành vào năm 2014 và đã có một cậu con trai chung. Trần Tư Thành không nổi tiếng bằng vợ, nhưng từng được xem là một trong những nam diễn viên đào hoa bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Khi cả hai tiến tới hôn nhân, nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã lo lắng cho Đông Lệ Á bởi chồng cô vốn nổi tiếng đa tình. Gạt qua mọi lời khuyên nhủ của bạn bè, Đông Lệ Á tin rằng cô có thể thuần hóa con ngựa bất kham Trần Tư Thành bằng tình yêu và sự bao dung của chính mình. Có được hạnh phúc viên mãn nhưng Trần Tư Thành lại không hề trân trọng những hy sinh cũng như tình yêu của người vợ. Thay vào đó, Trần Tư Thành liên tiếp dính vào nhiều scandal ngoại tình. Năm 2014, khi Đông Lệ Á đang mang thai, Trần Tư Thành đã bị bắt gặp cặp kè với gái lạ. Đến tháng 1 năm 2017, mạng xã hội Trung Quốc choáng váng trước hình ảnh qua đêm của Tư Thành với hai cô gái khác. Khi sự việc còn chưa lắng xuống thì tiếp tục có bốn cô gái cùng lúc đã đứng ra phát ngôn rằng đã từng qua lại với Trần Tư Thành. Với sự bao dung và tình yêu của Đông Lệ Á, tưởng đâu sẽ cảm hóa được Trần Tư Thành, nhưng ngựa quen đường cũ, anh lại tiếp tục đi ngoại tình. Đến tháng 4 năm 2017, Trần Tư Thành lại bị cánh săn ảnh bắt gặp anh đang hẹn hò cùng một cô gái trẻ đẹp tại Mỹ. Cả hai cùng nhau vui vẻ ăn uống và rồi qua đêm cùng nhau. Không những vậy, phía phong hành còn tiết lộ sau 6 năm chung sống, Trần Tư Thành đã tổng cộng ngoại tình 10 lần. Với con số ngoại tình này cũng đủ để thấy rằng Đông Lệ Á phải đau khổ và chịu đựng như thế nào. Nhưng vì yêu mà mỹ nhân Tân Cương chấp nhận tha thứ, nhiều người cho rằng mỹ nhân Tân Cương lại quá dại dột khi gắn bó cuộc đời với một người đàn ông lăng nhăng khiến cô đau khổ. Suốt 6 năm qua, hôn nhân của Đông Lệ Á và Trần Tư Thành đã nhiều lần đối mặt với trạng nứt, tin đồn ly hôn, nhưng cả hai nhân vật chính đều chưa lần nào lên tiếng xác nhận. Đầu năm 2020, thông tin Đông Lệ Á và Trần Tư Thành ly hôn lại khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao. Theo đó, lý do khiến cặp đôi chưa công khai ly dị là vì còn có những hợp đồng ràng buộc, việc thông báo ly hôn có thể gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của họ. Sau loạt scandal tình ái của ông xã bị vỡ lẽ, Đông Lệ Á đã có khoảng thời gian dài suy sụp, đau khổ đến tuyệt vọng. Cô từng tháo nhẫn cưới nhưng vì tình yêu dành cho chồng quá lớn, cũng như tình thương dành cho cậu con trai nhỏ, Đông Lệ Á nuốt nước mắt chịu đựng và tha thứ cho Trần Tư Thành. Song, giải thích về quan điểm hôn nhân, Đông Lệ Á từng nói, có người gọi đó là nhẫn nhục, còn tôi xem đó là sự chấp nhận thay đổi bản thân và mong đối phương thay đổi. Hôn nhân không chỉ là một sớm một chiều hòa hợp, mỗi chúng ta ai cũng từng vấp ngã và phải đứng dậy. Tôi tin vào chính bản thân mình và tôi cũng đặt niềm tin đó vào người khác. Gần đây, Đông Lệ Á tham gia một dự án truyền hình hiện đại. Diễn xuất của người đẹp không được đánh giá cao. Nhiều người cho rằng cuộc sống gia đình bất ổn ảnh hưởng không tốt đến cảm xúc và tâm trạng của Đông Lệ Á. Đối mặt với giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp và cuộc sống tình cảm, mỹ nhân Tân Cương vẫn kiên trì nỗ lực và hy vọng luôn nhận được tình cảm cùng sự ủng hộ của khán giả.
Trong một chương trình truyền hình vào tháng 6 năm 2020, mỹ nhân Tân Cương đồng lệ Á khiến cư dân mạng phát sốt vì nhan sắc ngọt ngào và những bước nhảy được ví như tiên nữ giáng trần. Diện trang phục của các mỹ nhân thời đường, đồng lệ Á thể hiện khả năng vũ đạo hiếm có của mình. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, mọi biểu cảm trên gương mặt và những động tác di chuyển của người đẹp đều khiến người xem không thể rời mắt. Ngay sau màn trình diễn, đồng lệ Á đã nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ. Đã khá lâu kể từ sau ghi án ly hôn với người chồng ngoại tình, đồng lệ Á mới lại xuất hiện tự tin và xinh đẹp đến vậy trước công chúng. Cũng từ chuyện ngoại tình của chồng, đồng lệ Á đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt biết nói, mang đến sự ấm áp thu hút người đối diện. Giờ đây, mỹ nhân Tân Cương lại thu mình hơn. Ít ai còn được thấy được nụ cười tỏa nắng luôn truyền năng lượng cho người xung quanh của đồng lệ Á. Trước đây, một người bạn thân trong giới của đồng lệ Á từng tiết lộ, khi đọc những tin ngoại tình của chồng, đồng lệ Á đã khóc rất nhiều. Và cũng từ đó, đồng lệ Á thu mình lại và hầu như ít ai có thể thấy được nụ cười của cô. Bên cạnh đó, đồng lệ Á cũng không bao giờ nhắc đến gia đình của mình. Không những vậy, đồng lệ Á còn được đưa vào danh sách người phụ nữ phong kiến, bởi chỉ có cô mới có thể chấp nhận, chịu đựng và hy sinh, tha thứ cho chồng như vậy. Trước sự hy sinh của đồng lệ Á, nhiều người hâm mộ đã cho rằng, nếu niềm tin mãi trao đi mà không nhận được gì cả, thì hãy nên buông bỏ, không nên dại dột 5 lần 7 lượt bao dung cho người phản bội mình, bởi đồng lệ Á xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc, được yêu thương và trân trọng hơn bất cứ ai. Trong khi người hâm mộ lẫn cộng đồng mạng không lúc nào là thôi thương tiếc cho cô, một bông hoa xinh đẹp lại mãi chôn vùi vào một mối tình không đáng. Suy cho cùng, trong tình yêu, nếu như bên nào yêu nhiều hơn thì hẳn sẽ nhận thiệt thòi. Cũng giống như chuyện tình giữa đồng lệ Á và Trần Tư Thành, để rồi người nhận nhiều tổn thương lại chính là đồng lệ Á. Đến năm 2020, tần suất tin đồn đồng lệ Á và Trần Tư Thành rạn nứt, ly thân, ông ăn chả bà ăn nem, chia tay rồi tái hợp lộ diện trên mặt báo hơn chục lần. Tuy nhiên, cặp sao Hoa ngữ vẫn không hề lên tiếng xác nhận bất cứ điều gì. Cách đây ít tháng, một số nguồn tin còn râm ran cả hai đang làm thủ tục ly hôn, song đôi bên một lần nữa lại giữ im lặng. Nhiều người cảm thấy thương xót cho mỹ nhân Tân Cương khi liên tục phải chịu tủi nhục vì cưới phải ông chồng tệ bạc. Đặc biệt trên màn ảnh, những nhân vật gắn liền với tên tuổi của đồng lệ Á cũng có số phận lao đao như cô ngoài đời, từ Tiểu Phi Yến trong Mẫu Nghi Thiên Hạ đến Đồng Tố Ngôn, Niên Tố Ngôn trong Cung Tâm Toán Ngọc, hay mới đây nhất là Quang Vũ Tinh trong Yêu Từng cm, The Sentiment of Love, đều có cuộc đời rất trắc trở, chẳng khác gì đồng lệ Á ở đời thật. Trong Yêu Từng cm đang phát sóng, người đẹp sinh năm 1984 hóa thân thành nữ cơ trưởng bản lĩnh Quang Vũ Tinh. Nhân vật này khiến khán giả chua xót vì liên tục đối mặt với sự chèn ép từ chính gia đình của mình. Tuy bản thân cô có tiền đồ sáng lạng, nhưng trong mắt người cha gia trưởng, Quang Vũ Tinh không khác gì một máy ATM rút tiền vô hạn cho đứa em trai kiêu ngạo, bất tài, Quang Chấn Lôi, đàn kiện thứ. Thậm chí, lấy cớ đã cung cấp tiền học phí và tạo điều kiện cho Quang Vũ Tinh ăn học thành tài. Bố mẹ của Quang Vũ Tinh còn đòi cô kinh phí cho em trai lấy vợ. Những cánh quay Quang Vũ Tinh sững sờ và mệt mỏi trước các đòi hỏi vô lý của bố mẹ lẫn em trai được người xem đồng cảm. Lối diễn xuất của đồng lệ Á được nhận xét là chạm đến cảm xúc của khán giả. Không ít dân mạng còn cho rằng ba mẹ một con lấy cả tâm can để diễn vai diễn Quang Vũ Tinh này, bởi đồng lệ Á và Quang Vũ Tinh có nhiều điểm giống nhau, đều bản lĩnh, xinh đẹp, tài năng và đều vướng rắc rối về chuyện gia đình. Song Quang Vũ Tinh may mắn hơn bởi có bác sĩ tim mạch ưu tú Từ Thanh Phong, Đông Đại Vũ bên cạnh an ủi trong Yêu Từng cm. Ngoài đời, việc cô cứ bao dung cho Trần Tư Thành cũng làm công chúng tức giận và còn đòi tẩy chay cả hai vợ chồng. Những tháng gần đây, đồng lệ Á không đưa ra phát ngôn xoay quanh vấn đề vợ chồng. Trước sự bao dung của đồng lệ Á, phải chăng cuối cùng cũng cảm hóa và thay đổi được sự trăng hoa của Trần Tư Thành, để sau tất cả, nam diễn viên, đạo diễn giờ đây cố gắng làm việc để bù đắp cho vợ con. Những lúc rảnh rỗi, anh thường dẫn con đến phim trường thăm vợ. Những ngày đặc biệt, không quên nói lời yêu thông qua mạng xã hội hay mời bà xã góp mặt trong một số dự án phim do Trần Tư Thành làm đạo diễn. Gần đây, đồng lệ Á vừa trở lại với hàng loạt dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh như Quan Hệ Hoàng Mỹ, Yêu Từng cm, Hoán Kê Sa và Ám Sát Tiểu Thuyết Gia.